Xin chào tất cả mọi người nha. Tôi hôm nay lại bắt đầu đi bắt ong về nuôi nhá. Trời tối rồi. Nhưng mà chưa bắt được nhá. Bây giờ còn chưa tối hẳn. Đợi tối hẳn rồi mình sẽ đi bắt, quay cận cảnh cho mọi người xem nhá. Tổ này là tổ hôm trước mà mình đã nói với các bạn đấy, trong video trước à. Nếu các bạn có theo dõi thì các bạn biết rồi. Thì mọi người ơi, trời còn chưa tối mấy nhưng mà mình bắt nha. Mọi người ơi, hôm nay nó ra một con rồi nhé, hai con. Đợi một tí xem nhé. Nhá mọi người ơi, thôi một lúc thì nó bay ra hết nhiều nên bây giờ mình đã chuẩn bị xong rồi nhé. Mọi người ơi, được rồi nhé, khá là khó khăn. Bây giờ không biết mang được về thì làm sao mà treo nữa. Đây này mọi người xem này, ong ra rồi nhá. Tổ thứ hai nhá. Đây tổ thứ hai nó ở trong cái gốc tiêu này nhá. Đặc biệt rồi nhá. Đây mọi người ơi, mình đã được cái lỗ rồi nhá. Mình xem là có bắt được không nhá. Có cái tí bóng này. Cái tí bóng dính hết luôn. Biết làm sao nữa. Cho nó gần cái tí bóng này quá. Không có ai quay hộ rồi, không có giữ được cái điện thoại nhé. Mình cắt được, mình sẽ cho mọi người xem nhé. Đây mọi người ơi, đã cắt được rồi nhé. Ôi trời, còn ong nó còn giấy rùa ở trong nhé. Rồi, giờ sang về nhà treo nó mọi người ạ. Cuối cùng thì cũng đã được rồi. Khá là khó khăn. Nó dính vô cái tí bóng này. Dính vô cái tí bóng này là khó nhé. Đây này, phải từ từ nhẹ nhẹ kéo rất hết cái tí bóng này. Cạo nó rách luôn cả cái tổ ong thì phiền phức rồi mọi người ạ. Thôi nhá, mình có vài nhà mình sẽ treo nó cái xem nhá. Thế mọi người ạ, mình đã chuẩn bị xong rồi nhá, mình sẽ treo tổ này trên nóc nhà nhá.
sẽ có cái nắp này nhá. Các cái nắp này lên gắn ở đây nhá. Ui, làm sao mới quá. Thì mọi người ơi, mình đã treo nó lên rồi nhé. Mình mang rất là xa về nên là sợ nó chết mất, vội vàng quá nên không quay được nhé mọi người. Mình xem kìa, ban đêm quay hơi mờ nhé mọi người ạ. Đấy, không khá là to, con ông mẹ nó đã bò ra rồi, nó lại chui vào rồi nhé. Đây mình không có đâu, mình xem nó có đạt nữa. Đây đấy, ông mẹ ở dưới trong ra. Mình thấy chưa, ông bò ra khá là nhiều nhé. Ui dồi, mọi người mình sẽ thử chọc tụi này xem nhé. Đây mọi người thấy chưa, thấy ông ra nhiều lắm luôn á. Quá là thành công luôn mọi người ạ. Thấy chưa, ui ông khá là nhiều luôn. Ban đêm nhé, ban ngày thì không dám có đâu nha. Ban đêm mình có nhé thì nó bay, nó bỏ ra thôi. Nó ít khi bay. Đây, chọc cho mọi người xem tiếp. Cười, 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 cười. Ôi. Đây, mình xem kìa. Khá là nhiều rồi nha, tụi này là ok luôn rồi. Không cần phải nói nữa. Tụi này vất vả nhé. Tụi này thì mất nhiều sức quá thì hai tụ hai chuyến luôn nhé. Nhìn nha mọi người ơi, ông đang bỏ ra hết các tổ luôn nhé. Đấy, nó đang sửa sang lại cái tổ mà. Đấy, nhìn mọi người thấy chưa? Ôi dồi, nó đang sửa lại cái tổ kìa. Mà ngày đầu tiên thì nó chưa quen nơi này nên nó chưa đi làm nhiều nhé. Nó chưa quen chỗ nên nó sẽ nghỉ một ngày hoặc hai ngày gì đó rồi nó mới đi tìm hiểu rồi nó mới bắt đầu đi làm nhé. Rồi, video xin dừng tại đây nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để được theo dõi video mới nhất của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn.